À, phần lịch sử lớp 7 các em đã học lịch sử thế giới là lịch sử thế giới trung đại. Đó là thời kỳ hình thành, phát triển và sụp đổ của chế độ phong kiến. Hôm nay sang đến lịch sử thế giới của lớp 8, chúng ta sẽ học cái phần đầu tiên, đó là phần lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ 16 đến năm 1997. Lịch sử thế giới cận đại. Lịch sử thế giới cận đại là nói về một cái giai đoạn lịch sử nào? Thì các em biết là sẽ nói về một cái hình thái kinh tế xã hội tiến bộ hơn so với thời trung đại. Đó là cái thời kỳ hình thành, xác lập, phát triển của chủ nghĩa tư bản. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 1 là thời kỳ xác lập của chủ nghĩa tư bản. Thời gian từ giữa thế kỷ 16 đến nửa sau thế kỷ 19. Thì từ một cái hình thái kinh tế xã hội phong kiến chuyển sang cái hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa tư bản. Thì các em biết là giai cấp thống trị cũ, địa chủ phong kiến không bao giờ nó từ bỏ và trao quyền lợi cho giai cấp tư sản một cách hòa bình. Mà để thắng lợi cái phương thức chủ nghĩa tư bản thắng thế ấy, thì nó phải trải qua những cuộc đấu tranh giai cấp rất gay go quyết liệt. Đấy, cho chúng ta sẽ vào bài hôm nay là những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Trước hết chúng ta đi vào phần 1 lớn để xem những cái biến đổi kinh tế xã hội nó diễn ra ở các nước Tây Âu vào cuối thế kỷ 16, 15, 16, 17 như thế nào để dẫn đến cái nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản. Một lớn, sự biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu. Trong các thế kỷ 15, 17. Cách mạng Hà Lan thế kỷ 16. Như vậy phần 1 lớn này chia làm hai phần nhỏ. Bây giờ chúng ta đem phần 1 nhỏ chính là một nền sản xuất mới ra đời. Sản xuất mới có nghĩa là nó khác với nền sản xuất cũ. Nền sản xuất cũ hay là nền kinh tế của phong kiến các em đã học rồi. Đấy thì các em biết rằng là đó là một nền kinh tế hoàn toàn mang tính tự cung tự cấp. Đấy, được biểu hiện cụ thể trong nông nghiệp là các em thấy là địa chủ bóc lột nông dân theo quan hệ địa ô phong kiến và hầu như không sử dụng đến khoa học kỹ thuật. Còn trong thủ công nghiệp thì các em biết là chủ yếu là những người nông nô đảm đương cái việc sản xuất ra các cái nhu cầu về sinh hoạt và sản xuất như công cụ lao động, quần áo, giày dép.
Sau này phát triển lên thành thành thị trung đại thì trong thủ công nghiệp có phường hội. Phường hội chính là một nhóm thợ thủ công thành lập, cũng là sản xuất các cái thứ hàng hóa, các cái sản phẩm ra chủ yếu là để trao đổi. Đấy. Và chế độ phường hội bị quy định rất nghẹt nghèo. Đấy. Đó là sự phân công sản xuất để quy định về giá, đấy, quy định về thời gian lao động, đấy, quy định về số lượng bán hàng. Cho nên cái phường thủ công, cái phường hội ấy, nó mang tính chất bình quân chủ nghĩa, không kích thích được cái sự sáng tạo của người thợ thủ công. Đấy. Vì vậy mà nền kinh tế phong kiến các em thấy rằng là không có giao lưu buôn bán trên cái phạm vi rộng, mà nó chỉ mang kinh tế, nền kinh tế tự sản tự tiêu. Thế bây giờ các em nhìn vào sách giáo khoa cho cô xem, vậy thì nền sản xuất mới của tư bản nó có những cái điểm gì tiến bộ hơn thời phong kiến, trong đặc biệt là sản xuất công nghiệp. Đấy, thì các em tìm cho cô đó là điểm mới gì. Thì nhìn vào sách chúng ta thấy khác hẳn, đó chính là một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã ra đời. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, tư bản đã ra đời, được thể hiện các em thấy trong công nghiệp. Không còn là những phường hội nữa, mà nói đến tư bản ở buổi đầu tiên là người ta thấy sản xuất công nghiệp, đó là những công trường thủ công. Công trường thủ công xuất hiện trong các ngành len, dạ, luyện kim, dệt vân vân. Đấy gọi là công trường thủ công. Vậy công trường thủ công nó khác phường hội chỗ nào? Đấy, công trường thủ công là không phải sản xuất mang tính bình quân nữa. Ở đây là có người chủ xưởng đứng ra thuê mướn nhân công và làm. Thuê mướn nhân công. Và sản phẩm này là trong quá trình làm là được chuyên môn hóa. Ở phường hội là một người làm chọn một khâu. Thì trong công trường thủ công có sự chuyên môn hóa, phân công rất sâu sắc. Ví dụ như một cái kim là phải qua 8 người làm, 8 công đoạn mới ra được một cái kim. Và sản phẩm vì được chuyên môn hóa nên rất tốt, là khối lượng nhiều. Và làm ra là để bán kiếm lợi nhuận. Đấy, cho nên công trường thủ công so với phường hội là quy mô lớn hơn nhiều, sản xuất hàng loạt, năng suất cao hơn. Đấy, đấy là cái biểu hiện rõ rệt nhất của công trường thủ công. Gắn với công trường thủ công nữa thì chúng ta thấy là có giao lưu, có buôn bán, trao đổi hàng hóa, cho nên đã xuất hiện rất nhiều các thành thị trong thương nghiệp. Nhiều các thành thị lớn trở thành các trung tâm thương mại. Đấy, gắn với các đô thị, cũng như các thành phố như London hay là Paris, là những cái thành thị lớn vừa là một cái trung tâm chính trị, văn hóa, đồng thời cũng là một trung tâm kinh tế, thương mại của các nước Tây Âu. Đấy. Thế thì gắn với những biến đổi về kinh tế thì về mặt xã hội chúng ta sẽ thấy có điểm gì mới. Về mặt xã hội, thời phong kiến chỉ có địa chủ, hay ở châu Âu gọi là lãnh chúa, nông nô. Thì bây giờ gắn với nền phương thức tư bản thì sẽ xuất hiện hai giai cấp mới, đó là chủ các cái công ty thương mại, chủ công trường thủ công hợp thành giai cấp tư sản. Đấy. Người làm thuê trong các công trường thủ công, trong các công ty thương mại gọi là công nhân. Đấy, hai giai cấp mới này ra đời. Vậy thì các em thấy là trong quá trình phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thì cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa này vấp phải những khó khăn cản trở như thế nào? Đấy, các em theo dõi tiếp là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa này không được tự do phát triển mà lại bị chế độ phong kiến kìm hãm. Chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến kìm hãm. Đấy, không tạo điều kiện. Ví dụ như là nhiều nước vẫn duy trì phường hội, cho nên giai cấp tư sản không thể bứt phá được để mà phát triển mạnh mẽ hơn. Đấy. Hay là vì là nhiều nước vẫn là chế độ phong kiến phân quyền, cho nên lãnh thổ chia làm nhiều các cái lãnh địa nhỏ, mà mỗi một lãnh địa lại có một chế độ đo lường riêng, thuế quan riêng. Cho nên giai cấp tư sản trong quá trình đi lên nó rất gặp rất nhiều khó khăn trong cái chế độ thuế quan nội địa nhiều tầng. Đấy. Cho nên là từ đây chúng ta thấy xuất hiện một cặp mâu thuẫn, vào cặp mâu thuẫn trong cái xã hội phong kiến ở hậu kỳ trung đại. Đó là cặp mâu thuẫn gì? Một cặp mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp tư sản, công nhân, nông nô đấy, với chế độ phong kiến. Đã xuất hiện cặp mâu thuẫn này, tư sản này, công nhân này, nông nô này, với chế độ phong kiến. Đấy, thì đây chính là
cái mâu thuẫn được thể hiện lực lượng sản xuất phát triển và đối lập với cái quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Thì đây chính là nguyên nhân sâu xa của tất cả các cuộc cách mạng tư sản. Tuy nhiên, mỗi cuộc cách mạng tư sản đều có những nguyên nhân sâu xa này, nhưng nó thể hiện ở những cái hình thức biểu hiện cụ thể thì khác nhau.